Xin chào tất cả anh em, Đá Bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Màn soi kèo tiếp theo của ngày hôm nay là trận đấu giữa Bahia và Palmeiras trong khuôn khổ vòng đấu thứ 11 của giải vô địch quốc gia Brazil Serie A diễn ra vào lúc 7:30 thứ năm ngày 22 tháng 6 trên sân vận động Arena Fonte Nova. Bahia đang trong giai đoạn khởi đầu mùa giải vô cùng khó khăn khi tạm thời xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng một điểm mà thôi. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này không có nổi một chiến thắng nào, chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm và để thua tới 2 lần. Nhìn rộng ra hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Renato Paiva mới chỉ có được 2 trận thắng, 3 trận hòa và 5 trận thua sau 10 lần ra sân. Hàng công kém duyên của Mayer do Nordeste mới chỉ ghi được 11 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới tới 16 lần. Cầu thủ ấn tượng nhất bên phía Tricolor chắc chắn là tiền vệ Tassiano, người đã sở hữu 1 bàn thắng và 3 kiến tạo. Ngoài ra, khán giả có thể đặt niềm tin vào những cái tên Iver Rando và Gabriel Teixeira với 2 lần lập công. Nếu không cải thiện màn trình diễn của mình, rất có thể đội bóng này sẽ rơi xuống Serie B ở mùa giải sau. Đội bóng giàu thành tích nhất tại đấu trường quốc nội Brazil, Palmeiras, đang có một khởi đầu không được như ý khi liên tục đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc. Cụ thể, Verdão đã bị cầm chân 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Kết quả này khiến đội bóng này rơi xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khi kém Botafogo 2 điểm. Nhìn rộng ra hơn, Campeão do Século, mặc dù đang bất bại trong cả 10 trận đầu tiên nhưng chỉ có 6 chiến thắng và 4 trận hòa. Hàng công thăng hoa của Periquito vẫn thể hiện sự hiệu quả với 22 lần lập công, nhiều nhất tại Serie A Brazil. Hàng thủ cũng cho thấy sự ổn định khi mới chỉ để lọt lưới 8 bàn. Dẫn đầu danh sách ghi bàn của Palmeiras không ai khác ngoài bộ đôi Arthur và Rafael Veiga với cùng 4 lần lập công. Xếp ngay phía sau chính là tiền đạo chủ lực Rony với 2 bàn thắng. Ngoài ra, Dudu vẫn đang chứng minh vai trò nhạc trưởng của mình khi đang sở hữu 2 lần nổ súng và 3 lần dọn cỗ cho các đồng đội. Việc cần làm của huấn luyện viên Abel Ferreira và các học trò giờ đây là nhanh chóng lấy lại phong độ để cạnh tranh ngôi vương khi sắp bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Mức chấp nhà cái đưa ra là Palmeiras chứ 0.5. Theo Tạp Bóng TV, anh em nên đặt niềm tin vào Palmeiras khi đội này đang sở hữu dàn nhân sự và phong độ nhỉnh hơn. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2.25. Đi tài là quyết định hợp lý khi Dudu và các đồng đội chỉ phải đối đầu với hàng thủ chệch choạc của Bahia. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tạp Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.